Tại buổi tiếp, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam, ông E. Sidwick, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm kỳ của ông Sidwick tại Việt Nam 5 năm qua là hết sức thành công. Những đánh giá tư vấn chính sách của ADB nói chung, ông Sidwick nói riêng là hết sức quý báu, bổ ích cho phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông Sidwick cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, Ông đã được chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa ADB với Việt Nam, chứng kiến sự phát triển thành công của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đánh giá chính phủ, thủ tướng chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam luôn trân trọng sự hợp tác, phát triển mối quan hệ với ADB, khẳng định Việt Nam đã sử dụng hiệu quả nguồn lực phân bổ của ADB. Ông hết sức vui mừng vì Việt Nam đã thành công trong kiềm chế đại dịch Covid-19. ADB đánh giá cao thành công này và mong muốn chia sẻ các thành viên trong khống chế đại dịch và phục hồi kinh tế. Theo dự báo của ADB, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP từ 4 đến 4,1% năm nay. Tuy nhiên, có nhiều dự báo tăng trưởng Việt Nam sẽ đạt cao hơn mức này. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ông Sidwick, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chính phủ Việt Nam coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu về tài trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn. Cảm ơn ADB đã tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho văn phòng chính phủ, xây dựng hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của chính phủ. Chính phủ Việt Nam ủng hộ chiến lược 2030 của ADB đã phê duyệt nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc.